Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Garden Grove. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại đi coi những cái căn nhà condo ở đây. Cái nhà này được rao bán là 570.000, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 1.200 square feet, ở trong một cái khu cũng khá là yên tĩnh và nằm cũng gần trung tâm của thành phố Garden Grove, trung tâm cái khu người Việt của mình. Rồi, để mình quay một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, những cái cảm nghĩ của mình về căn nhà này đưa đến cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Alright, đây là cái khu vực trước nhà của cái căn condo này. Đây là một cái đường cũng khá là yên tĩnh, nhưng mà có một cái đặc điểm là mình không có thích cho lắm, là tại vì nó khu này không biết nó có an ninh hay không. Nhìn thì nó có vẻ không an ninh bằng những cái khu khác của Garden Grove, như cái khu mà có nhà single house ha, tại vì xung quanh ở đây đó, như mọi người thấy là nó có rất là nhiều cái condo apartment townhouse complex, thì có thể nó khá là phức tạp ha. Mọi người thấy ở ngoài đường người ta đậu xe khá là nhiều ở đây, thì không biết ban đêm nó như thế nào. Thì đây là cái sáng, buổi sáng chủ nhật, có thể người ta chưa có thức dậy nên nó khá là yên tĩnh. Thì đây là nó có cái khu condo này, nó có cái cổng ha, nó là gated community, thì có thể nói chung nó cũng bên trong thì nó chắc nó cũng an ninh thôi, không có sao. Nhưng mà ở ngoài thì cái vấn đề đậu xe đó thì nó khá, mình nghĩ nó cũng hơi rắc rối á, tại mình phải đậu xe ở ngoài mình đi vô, không bên trong không biết họ có cho đủ xe hay không. Ok, đây là cái khu này là khu condo đây nè. Đó, rồi bây giờ mình phải đi vô bên trong, mình quay cho mọi người coi nha. Đây là phía trong của cái căn trong cái khu condo này, thì trong này thì nó cũng khá là yên tĩnh, có nhiều chỗ đậu xe. Nhà cửa bên ngoài cũng khá là khang trang rộng rãi ha. Garage thì họ có 2-car garage. Đó, mọi người thấy không? 2-car garage, nhà cũng khá là rộng ha. Chứ bên trong thì nó cũng rất là sạch sẽ. Cái căn nhà mà mình đi coi ngày hôm nay bên ngoài. Đó, tại vì người khách mình họ không tới được thì mình phải quay cái video cho họ. Thì để ở dưới là cái garage, bên hông thì chúng ta thấy là có cái cửa chính đi vô ha. Phía trên là cái nhà để chúng ta ở đây. Đó, giờ mình đi vô bên trong mình coi. Đây là bên ngoài mình đi vào ha. Cái nhà này là đang trống. Đây là cái khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách cũng khá là rộng rãi. Đây là cái khu vực nhà bếp, phòng khách. Thì bây giờ tới nhà bếp. Nhà bếp thì họ đã cũng làm lại hết rồi. Cabinet nhìn cũng khá là mới, countertop mới luôn. Họ có tủ lạnh, có cái lò, cái bếp và cái microwave cho mình luôn. Cái cabinet thì không phải là brand new nhưng mà vẫn còn khá là mới ha. Cái này là cái đồ hút, họ không biết là nó có hút ra ngoài không. Ok, nó có cái ống ở trên để hút ra ngoài luôn. Ở đây giờ chúng ta có một cái tủ đựng rượu, ở trên là cái quầy để rượu ha. Rồi phía sau chúng ta có một cái sân vườn nhỏ ở phía sau, cũng rất là thoáng và thoải mái. Có một cái đặc điểm mình không thích cho lắm về cái nhà này, đó là cái phòng khách đó nó hơi bị
nó hơi bị tối, có thể là mình chưa có bật đèn lên, nhưng mà nó chỉ có một cái cửa ở đây. Và cái cầu thang thì nó không có đâm ra ngoài, nó cũng không có đâm ra phía sau, nên theo vấn đề phong thủy thì cũng rất là ok. Rồi, nói chung đây là cái khu vực ở phía dưới của cái nhà này. Cái cửa phía trước mặt mình đó là cái cửa thông ra cái garage, cái nhà để xe. Thì cái nhà này họ có two car garage. Rồi, bây giờ mình đi lên trên, mình quay. Ok, đây là cái khu vực garage. Garage này là có hai xe, họ đã dọn sạch trống cái garage này rồi. Làm gì mà giá tùm lum ở dưới đây vậy chắc không. Ok, đây là cái máy giặt máy sấy ha, ở ngoài. Máy giặt máy sấy thì ở ngoài garage. Ok, đó. Nhìn thì cũng còn khá là mới ha. Khá là mới. Rồi, để mình đi lên trên. Right. Bây giờ mình đang ở trên tầng 2. Thì cái tầng 2 nó có một cái phòng ở phía ngoài này. Cái nhìn ra cái đường đối diện. Cái phòng này nó không có cửa. 1, 2, 3 nó, cái phòng này không biết là có phải là cái phòng ngủ hay không. Tại vì nó không có cái cửa ở đây. Đó, có thể là nó là cái phòng office hay là cái phòng playing room gì đó. Ok, nó có một cái cửa sổ cũng khá là thoáng ha. Rồi, để mình qua những cái phòng còn lại. Oh, actually cái phòng này không phải là phòng ngủ ha. Phòng này giờ không có cửa. Ok, rồi. Cái sàn thì họ cũng làm lại mới rồi. Nhìn có vẻ khá là mới, không biết là làm bao lâu. Cái phòng đối diện này là cái phòng master bedroom. Bên ngoài thì nó có một cái balcony, cái ban công cho mình. Ok. Rồi phía bên này là cái phòng tắm cho cái phòng master bedroom này. Phòng tắm này cũng khá là mới. Họ cũng sơn sửa lại hết. Tuy là cái sink với cái cabinet thì họ vẫn để là cái cũ thôi, nhưng mà nhà tắm thì cũng còn ok. Ở đây họ có một cái skylight ở đây nữa, nên khá là sáng sủa ha. Đó, đây cái skylight đây, nó gọi là giếng trời đó. Ok, mình cố gắng quay chậm chậm cho mọi người ha, đếm thôi bị cầm len quá. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đi tới hai cái phòng ngủ còn lại. Tại đây là cái phòng ngủ thứ hai. Ok. Ở đây là cái phòng ngủ thứ ba. Có cái closet. Rồi. Bây giờ mình quay tới cái phòng tắm. Cái phòng tắm thứ hai này á là nó cho hai cái phòng ngủ này. Ok. Trên này thì họ có hai cái phòng tắm. Vậy là ở dưới họ có một cái phòng tắm nữa mà hồi nãy mình miss. Để mình xuống mình quay lại một phòng cho mọi người coi. Thì ba cái phòng ngủ trên này, hai phòng tắm, một cái phòng office kế bên kia. Ok, ở đây chúng ta có một cái closet cũng khá là bự. Ở đây chúng ta có thể để đồ, chất đồ ở đây ha. Rồi, bây giờ mình đi xuống ở phía dưới. Mình quay lại cái khung cảnh phía dưới. Ok, mình quay lại cái phòng khách. Phòng khách thì mình ở đây nó có, họ có một cái fireplace. Đó, giống như cái chỗ sưởi ấm vậy đó. Đó. Nhà này thì dưới đây là cái sàn gạch ha. Ok. Ở đây chúng ta có một cái
bathroom. À, cái này nó chỉ là half bath thôi, nó không có nhà tắm. Thì ở bên Mỹ người ta gọi là cái nửa nhà tắm ha, nó không phải là full bath, tại vì nó không có cái chỗ mà đứng mình tắm shower hay là bathtub. Ok, rồi, nhà này nền gạch. Ok. Cái cảm nghĩ của mình về cái căn nhà này á, thì cái căn nhà cũng khá là xinh xắn, dễ thương, thích hợp cho những cái cặp vợ chồng trẻ hay là những cô chú lớn tuổi muốn về cái khu vực Garango này nghỉ hưu. Cái location của nó cũng khá là thuận lợi, HOA thì nó cũng khá là rẻ thôi, 300 mấy. Và cái khu vực này đó thì nó cũng nằm trong cái gated community, cũng nói chung là cũng an ninh. Nhưng mà phía ngoài đó thì nó không có được tốt bằng những cái khu kia, tại vì phía ngoài thì nó cái vấn đề đậu xe thì nó hơi rắc rối, là tại vì ví dụ như mình có khách khứa tới chơi này nọ, không có chỗ đậu xe, mình phải đậu ngoài, mình đi bộ vô. Đó là cái vấn đề mà mình thường thấy cho những cái nhà mà condo, townhouse trong cái khu gated community. Ok. Cái thứ hai nữa là cái nhà này đối với mình cái giá nó khá là chát, nó gần 600 ngàn. Không biết rằng mình phải trả lên bao nhiêu nữa để họ mới đồng ý họ bán. Nên mình thấy cũng đối với mình thì mình nghĩ nó không nên quá 600 ha. 500 mấy nó cũng cao rồi. Đó. Thì đây là những cái cảm nghĩ của mình về cái căn nhà này. Nếu những ai thích cái căn nhà này, sorry để tháo cái này ra đi, ngợp quá. Tại vì real estate á, mình ở ngoài mình có được quyền không đeo mask. Nhưng mà khi mà mình vào trong nhà, cho dù là nhà trống hay là mình đi một mình, thì mình vẫn phải đeo mask để theo cái luật của tiểu bang California, chứ không phải là mình thích đâu. Ok, đeo mask cũng ngợp dữ lắm. Rồi, nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like cái video, comment trên cái video này và chia sẻ, đăng ký cái channel này của mình nha. Và những ai có những nhu cầu mua bán tại không chỉ riêng California mà trên khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ, mình đều có cái team để mà giúp mọi người mua nhà, bán nhà ha, trên khắp nước Mỹ luôn, 50 tiểu bang luôn. Ai có nhu cầu hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Mình mới join một cái broker mới, thì cái văn phòng này họ có nhân viên và cái team của mình có cái hệ thống làm việc trên khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Ok, ở đâu tụi mình cũng có thể mua bán nhà được hết. Mình có cái hệ thống để mình giới thiệu agent cho mọi người, nên mọi người cứ an tâm, không chỉ riêng tại California đâu. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nha. Bye bye.